thì chết đến lại cứ ông nào cũng muốn làm trước cua. Giữ nguyên tí trả đi vòng nữa sinh ra làm giữa gậy sinh ăn trái cái đỗ nào không tắt sinh ăn rồi đỗ đây người đi bộ là phải đỗ có ba chỗ bắt buộc người đi bộ đề ma và đường sắt đạp côn vào nhìn một gương bánh sau qua vạch tí đạp sâu vào cháu nhấc phanh nhấc phanh lên đề ba bắt đầu đứng bò lên dốc thì cháu nhìn kia cứ nhìn một gương bánh xe qua vạch 15 phân mét sau xếp sẵn rồi đạp côn phát đạp phanh luôn đập phanh trôi là cháu trượt đấy được có đủ 15 phân không được cứ nhả từ từ nhả côn dẫm phanh nhả côn dẫm phanh vào không cháu trôi nhả cô phanh thì nó trôi dốc còn trượt tí nữa rồi giữ nguyên này nhấc chân phanh lên đặt sang chân ga mớm tí ga lên mớm lên nữa mớm lên đừng thấy nó in là sợ giữ nguyên chân ga bây giờ lấy côn từ từ rồi.